luôn về. Ngày xưa khi ta bên nhau em nói tình chẳng thế phai. Anh ngu ngơ anh tin và anh đắm cay. Người đã ra đi giờ anh hôm nào mà lòng vẫn yêu. Tình yêu bên nhau hôm qua bao trâu đâu dễ kiếm tìm. Là bước đời chân trong đêm vô vọng tìm về chốn xưa. Ta trong những tiếng nuối một đời đắm say. Có phải đêm qua thức trắng để gấm con tim làm hoài ngăn, ngăn phải ôm nỗi đau, còn ngăn trái chưa hạt nhiệm mong. Kịp sáng mang đến là cỏ cô dâu, sợ mai kia sương phai hoa úa ao nhau. Anh đợi em, anh trọn ngàn nỗi đau. Ngày hôm nay em đi trong mưa, thế nhưng lại quên. Hai, rồi. Xin chào anh em nhé. Đây là Lê Thanh Khoa thì đang cài đèn cho anh. Anh Thuận đến từ Bình Xuyên, Vĩnh Phúc. Anh Thuận thì lấy một bộ loa đi Bình đây. Quay ra đây, anh em đang hạ loa. Đây, anh em đang hạ loa. Cấu hình là gồm 3 cặp của Live Ray của DV Acoustic này. Đấy, mã mới rất là đẹp, sơn phủ nhựa nha. Tiếng thì siêu hay luôn. Mà hai cặp súp mini scooper. Hai cặp súp này thì xin thưa với quý vị là chấp cặp súp kép đi xuyên nửa đường luôn. Đánh thì ăn chặt cặp súp kép luôn. Hai con này đánh rất là mạnh và tiếng nó dứt khoát, đánh tiếng rất là dứt khoát. Thì xong cái phần loa đi nhá, xử lý xong phần loa bây giờ đang cài đèn cho anh. Đây đang sử dụng cái bản Kingkong 256, hai con đèn BEM 450. Thôi. Bọn làm việc đi. Đây, đầu tiên là mở bóng. Mở bóng là cái nào? Khi đồng tắt bàn gì này. Từ đầu nhé, các em thường quay bật 2x rồi để quay cả hai cái tới góc. Quay vào trang số 1 này. Ở đây playback peak này, nhớ số 1 này. Ở đấy quay rõ không hay đứng gần đây? Có. Để cần quay đây còn này. Xem cả máy này nữa. Đây, mở bóng lên này. Số 2 là mở bóng này. Này là nhân này. Số 1 là tia 1 này. Đầu tiên số 1 trước chứ nó. Cải đi cảnh số 2 chứ. Ừ, 1, 2 chứ được. Đây, số 1 là... Chú ơi, chú. Số 1 là 1 tiêu. Số 2 là... Số 2 là 1 tiêu. Số 3 là gì? Số 3 là nhân nhiều hơn. Số 3 là nhân nhiều hơn này. Số 4 là những effect. Đảo chậm đúng không? Đảo... Đẩy chậm thì là... Đảo chậm, đẩy nhanh là đảo nhanh. Có vẻ dễ hiểu đấy. Phần 5 thì cũng thế hơn, nó làm ngược lại. Ok. Rồi, phần số 6 là xoay ngang. Nhưng cái này là cũng gạt lên nhiều là đẩy nhanh là chạy nhanh gì? Gạt nhanh đẩy nhiều là chạy nhanh. Cơ bản là dễ hiểu rồi. Cứ gạt nhiều thì nó sẽ quay nhanh, gạt ít thì 6 7 kết hợp được với nhau. Đây, ok hiểu rồi. Đây, cái 6 là quay ngang, cái 7 là quay dọc thì vừa gạt 6 vừa gạt 7 thì nó sẽ thành được một cái hình kiểu hình vòng vòng số 8 này nhỉ. Đấy. Đây, ok, cái này là chúng ta đảo lại rồi. Từ gạt nó nhanh lên nào. Nhanh lên. Được. Nó có tích hợp với cả một cái chớp không? Chớp được mà. Tôi cho lại đi qua tiếp đi. Đẩy cần số 8 là chớp này. Cứ đẩy ít thì chớp chậm, còn đẩy nhiều là chớp nhiều. Và kết hợp được không? 6 kết hợp được và 6 này. Kiểu như tổ hợp phím, vừa chớp vừa ngoáy này. Đây, vừa lên xuống rồi này. Vừa lên vừa xuống vừa ngang vừa dọc vừa chớp. Ok, cơ bản là dễ hiểu đấy. Tức là chúng ta sẽ chơi tổ hợp phím. Một cái phím này là gì đó thì cộng với cả một cái phím nữa thì là nó sẽ thành một cái hiệu ứng. Chứ không phải là chúng ta gạt một cái fader nha. Kiểu tổ hợp phím số 9 là gì? Số 9 là để ngăn cách thôi, còn okay. Còn mấy giải này là màu. Rồi. 10 là màu trắng. Tổ hợp phím rồi luôn. Ok. 11 là màu vàng. 12 là xanh dương. 13 là đảo màu chậm. Rồi, cái đảo màu chậm này chúng ta sẽ dùng cho cái mà nếu mà người ta mà kiểu hát bolero ấy, đâu cho cái đảo nhẹ này. Vừa đảo nhẹ này, vừa đảo màu chậm này. Kiểu như là phòng trà hát bolero ấy. Đấy, sau đó đảo nhẹ này thôi. Ok, dễ hiểu đấy. Khá dễ hiểu. Nhìn chung là cứ tổ hợp phím nhá. Chúng ta biết một phím chức năng nó là gì thì phím ví dụ dùng cái phím 4 này
xong rồi cộng thêm cả 9-13 thì nó sẽ ra hiệu ứng này. Hoặc là thêm đấy, cần 8 vào nữa cũng được, phải là chớp luôn. Đấy, vừa đảm màu chậm vừa chớp, tức là chúng ta có thể sử dụng tổ hợp phím 3-4 phím cùng một lúc nhá, thì nó sẽ ra nhiều các hiệu ứng khác nhau. Ok, cơ bản này là dễ hiểu. Còn 14 chỉ là đảm màu nhanh thôi. Ok, đảm màu chậm thì có cái đảm màu nhanh rồi đi. Đâu thì cho một cái vừa ngoáy nhanh vừa chớp đi, để cho chúng nó dễ đánh đạch đám cưới. Này, cứ đẩy đi. Okay. Đây, đây, đây. Cái này thì chúng ta sẽ phải kết hợp thêm cả đèn led. Bấm đèn led thì bấm trên điều khiển nhá. Cái chớp số 2 ấy, cái số 2 trên đèn led thì là led nó sẽ chớp đây, bấm cho luôn. Đây, đây, đây. Lấy một cái điều khiển luôn. Thì sẽ kết hợp cả bem, cả led và cả máy ngoái nữa. Ba là sẽ kết hợp lại nó sẽ cái thôi. Đây. Chớp hơi chậm. Này muốn chớp nhanh tí qua xem ngay đi, bấm ở sau cái đèn đấy. Cho nó chớp nhanh lên nhé, để có thể chớp nhanh lắm. Chúng ta sẽ kết hợp cả máy khói, cả đèn đen, cả đèn led. Làm tối là nó sẽ cũng mù mịt luôn. Làm tối là cũng mù mịt luôn. Đây là đang sẽ rất là hay. Ok, cơ bản là dễ hiểu. Xong rồi, kêu lắm. Đấy, xong rồi chúng ta không dừng gì, ví dụ như người ta phát biểu, người ta như nào. À, có một cảnh MC nữa. MC là cho nó dừng lại, hoặc là cho nó quạt cầu gương. Quả cầu gương thì không mở. Quả cầu gương thì là do là anh cho nó về một tin, quả cầu gương thì sẽ đi qua như thế này. Quả cầu gương thì là chúng ta phải chỉnh cho về cái đường này nhé. Quả cầu gương thì chúng ta sẽ phải chỉnh cho nó về một tia như này và chỉnh để cho cái góc đường bên đây nó vào quả như này. Thì là mình tập điện quả cầu gương nó sẽ xoay, nó sẽ thành cái tia nó xoay ra nhé. Đấy, như này tôi sẽ hiểu. Quả cầu gương cái này có kết hợp được cái đảo màu chậm nữa, anh qua cả cái đảo màu chậm lên. Cái quả cầu gương như xoay được chứ đúng không? Ở đấy nó cắm điện, xoay là xoay mà. Đây, đấy thì nó sẽ đảo màu chậm như này. Nhìn chung là khá là dễ hiểu thôi. Rồi ok nhá. Anh bây giờ chỉ cần chỉ cho anh cách new thôi. New thôi gì? New chương trình thôi. Thì chỉ cần ấn record thôi. Chưa gọi được anh sư. Record thôi, anh chọn ấn record này. Chúng ta lên xuống một chương trình chọn. Ấn record này. Vào chọn record send. Ai muốn lưu ở trang nào thì lưu một. Một hồi đến lúc anh chỉ cần đến cái điểm nhắn bấm một rồi. Bấm vào trang lên đấy là nó lên thôi. Mà muốn lưu trang nào thì lưu 5 trang rồi. Đây, xong bắt đầu bấm vào lưu trong một. Đầu tiên như kiểu là phải có cảnh tĩnh trước á. Cái cảnh tĩnh gọi đầu tiên gọi đèn trước rồi. Cái này là máy kim cương rồi đó. Muốn lưu này, đi cót này, đi cót sen này. Là muốn lưu vào cần nào ở đây cũng được, hoặc là lưu sang một cái trang khác hay là lưu một trang 3, trang 4, trang 5 rồi đấy thì chọn đấy. Xong rồi chọn ra, chọn bấm lên là nó lưu vào chọn thích được này. Đây. Năm buổi tối là ra ngay. You.
Fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place.